chân ta đi sống còn ở lại. Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có là một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người.
để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như chẳng nào vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt buồn ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Thank you.
hiệp, trái phải quay, chào tay chào phát. Đại diện hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức giới thiệu tiểu sử của anh Phan Nguyễn Hữu Phước, xin mời Việt Động Quân Nguyễn Hưng Thái. Xin mời quý vị an tọa, please sit down. Kính thưa Khư An Tư Nguy, Lê Thị Hành và Tăng Quý, anh Phan Nguyễn Hữu Phước sinh ngày 20 tháng 1 năm 1954 tại Long An, là người con út trong gia đình đông anh em chị em. Anh Phan Nguyễn Hữu Phước đã có hai người anh hy sinh cho Tổ quốc. Sau khi hoàn tất trung học tại trường Trung học Trần Nguyên Hãn, thị xã Vũng Tàu, Nguyễn Hữu Phước đã tòng quân nhập ngũ theo học khóa sĩ quan tại trường Sĩ quan Trường bị Bộ binh Thủ Đức năm 1973. Sau khi tốt nghiệp đã được về phục vụ tại Sĩ quan Chiến tranh Chính trị tại Vũng Tàu. Sau ngày quê hương rơi vào quân giặc thù bất cộng, như bao đồng đội khác, anh Phan Nguyễn Hữu Phước đã chịu những năm tháng đầy đọa trong ngục tù cộng sản cho tới ngày 6 tháng 9 1984. Được định cư tại Hoa Kỳ ngày 5 tháng 12 năm 1996, cố gắng xây dựng một cuộc sống khả quan cho gia đình, anh đã liên tục làm việc cho tới ngày về hưu tháng 7 năm 2024. Là một chiến sĩ, một cựu chiến quan trẻ của hội cựu sinh viên trường Việt Dùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, anh Phan Nguyễn Hữu Phước đã luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản và Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và địa phương. Anh Phan Nguyễn Hữu Phước đồng thời cũng là một nhạc sĩ và một thi sĩ. Sự ra đi đột ngột của anh Phan Nguyễn Hữu Phước không những là một mất mát to lớn cho gia đình mà còn cho cả các niên huynh trưởng đồng môn, đồng đội của cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa thương tiếc và ngậm ngùi tiếng Việt. Nguyễn Hữu Phước, tiến hành nghi thức phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa. Trái phải quay, đằng trước bước. Sau đây là phần phân ưu của Liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng. Quay. Quay.
thủ cầm. Chiến hữu Lý Thanh Phi, chủ tịch của Liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa Bộ Quốc phòng và Phụ cận sẽ trao lá quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, mà lá quốc kỳ mà anh Pha Nguyễn Hữu Phước đã từng phục vụ. Xin mời chiến hữu Lý Thanh Phi. Lá cờ này cũng là một kỷ vật thiêng liêng dành cho bà quá phụ Nguyễn Hữu Phước và gia đình trong những ngày tháng tới đây, để mãi mãi nhớ về người chồng người cha đã từng phục vụ cho quân lực Việt Nam Cộng hòa. Chị đứng tại chỗ, chị cứ đứng tại, chị cứ đứng tại chỗ. Kính thưa tất cả quý vị, kính thưa tất cả quý vị, nghi thức vũ quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa cho cố An Pha Nguyễn Hữu Phước đến đây là hoàn tất. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt cho tang quyến chân thành cảm tạ sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị, xin nâng trên phù hộ cho tất cả quý vị, xin cảm ơn. Và sau đây là phần phát biểu của người anh trong gia đình của tang quyến, xin mời anh. Thank you.